Trong phần cuối cùng, chúng ta sẽ sử dụng tính chất của phép cộng, phép trừ các phân thức cùng với quy tắc giống ngoặc để có thể cộng trừ nhiều phân thức. Và cụ thể, phép cộng các phân thức thì cũng giống như phép cộng phân số. Có các tính chất là giao hoán, kết hợp và cộng với số 0. Đầu tiên là tính chất giao hoán. Thay cho phân thức A phần B cộng phân thức C phần D thì khi đổi chỗ hai phân thức này cho nhau, tổng không thay đổi bằng C phần D cộng A phần B. Tính chất kết hợp là khi ta lấy tổng của hai phân thức cộng với phân thức thứ ba là P phần Q thì cũng bằng phân thức thứ nhất cộng với tổng hai phân thức còn lại. Cộng với số 0 là một phân thức bất kỳ cộng với 0 vẫn bằng chính nó. Với ba tính chất này, chúng ta sẽ sử dụng để cộng trừ nhiều phân thức và tính hợp lý giá trị các biểu thức có chứa phân thức ta sẽ đến với hỏi chấm 1. Chứng tỏ giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x. Biểu thức P bằng 2x phần x bình cộng 4x cộng 4, cộng x cộng 1 phần x cộng 2 và cộng với 2 chữ x phần x bình cộng 4x cộng 4. Trong biểu thức P này, chúng ta quan sát được hai phân thức có cùng mẫu, nhưng chúng lại không đứng cạnh nhau. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng hai tính chất vừa học là tính chất giao hoán, sau đó chúng ta sử dụng tính chất kết hợp nữa để tính tổng giữa hai phân thức cùng mẫu này trước, sau đó mới cộng với x cộng 1 phần x cộng 2. Tới đây quay về phép cộng hai phân thức cùng mẫu, các bạn sẽ tính và cho thầy biết giá trị của biểu thức P là bao nhiêu nhé. Cộng hai phân thức cùng mẫu ta lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu. 2x cộng 2 x trên x bình cộng 4x cộng 4. Còn x cộng 1 phần x cộng 2 chúng ta vẫn giữ nguyên này. Trong phân thức này, 2x trừ đi x ta còn x. Như vậy trên tử là x cộng 2. Dưới mẫu là hàng đứng thức x cộng 2 tất cả bình. Vậy là ta lại có thể rút gọn tử và mẫu của phân thức thứ nhất. Để thu được 1 ở trên tử, dưới mẫu là x cộng 2 và cộng với x cộng 1 phần x cộng 2. Tới đây ta lại có hai phân thức cùng mẫu. Tử cộng tử, ta thu được x cộng 1 cộng 1 chính bằng x cộng 2 và mẫu là x cộng 2. Như vậy, biểu thức P sẽ có giá trị bằng 1 nên nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x nhé. Như vậy trong hỏi chấm 1 này, chúng ta đã sử dụng tính chất giao hoán kết hợp để tính nhanh giá trị biểu thức P khi mà phát hiện ra chúng có xuất hiện hai phân thức cùng mẫu. Tương tự như vậy, trong hỏi chấm 2, các bạn sẽ rút gọn cho thầy biểu thức Q bằng 1 phần x cộng 1 phần y trừ 1 phần x. Ở đây có xuất hiện một phép cộng và một phép trừ. Vậy để các bạn dễ dàng sử dụng các tính chất vừa học, thầy sẽ chuyển phép trừ 1 phần x thành cộng với phân thức đối, tức là trừ 1 phần x như thế này và các bạn tiếp tục sử dụng tính chất giao hoán kết hợp để cho thầy biết biểu thức quy rút gọn sẽ thu được phân thức nào. Chính xác rồi, ta sẽ sử dụng tính chất giao hoán kết hợp để nhóm 1 phần x với âm 1 phần x lại với nhau. Thì tổng này sẽ bằng 0 bởi vì tử là 1 cộng với âm 1. Cộng 1 phần y ta giữ nguyên. Tới đây sử dụng tính chất cộng với 0. 1 phần y cộng với 0 vẫn sẽ bằng chính nó. Ta đã rút gọn được biểu thức quy trong hỏi chấm 2. Ngoài ra thì còn có một cách khác để tính, để rút gọn biểu thức quy. Các bạn chú ý cho thầy, trong các biểu thức, ta có thể đổi chỗ các số hạng kèm theo dấu của nó. Ví dụ, ta coi âm 1 phần x là một số hạng kèm theo dấu trừ của nó. Vậy thì các bạn có thể sử dụng tính chất giao hoán mà không cần phải đổi về phép cộng. Cụ thể, thầy sẽ đổi số hạng 1 phần x phía sau này, ra giữa và kèm theo dấu trừ của nó. Thì ta có 1 phần x trừ 1 phần x bằng 0 rồi, nên quy dễ dàng tìm được bằng 1 phần y. Chú ý này cũng rất quan trọng trong việc biến đổi, đổi chỗ các số hạng ở trong tổng nhé. Các bạn cần phải ghi nhớ cho thầy. Bên cạnh tính chất của phép cộng, các phân thức, thì các bạn cần chú ý thêm cho thầy quy tắc dấu ngoặc về quy tắc thì vẫn giống như ở các lớp dưới ta chia thành hai trường hợp là trước dấu ngoặc có dấu cộng và trước dấu ngoặc có dấu trừ nếu trước ngoặc có dấu cộng thì ta bỏ ngoặc và giữ nguyên các số hạng còn nếu trước dấu ngoặc có dấu trừ thì ta bỏ ngoặc và đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc thầy sẽ minh họa bằng mô hình như thế này đây là một ngoặc phía trước có dấu trừ thì ta sẽ đổi dấu tất cả các số hạng ở trong ngoặc. Số hạng thứ nhất phía trước không có dấu gì thì ta hiểu là dấu cộng thì ta sẽ đổi thành trừ này. Số hạng thứ hai phía trước là cộng ta cũng đổi thành trừ. Còn số hạng thứ ba phía trước là trừ thì ta đổi thành cộng. Và vận dụng quy tắc dấu ngoặc này, các bạn sẽ tính cho thầy. Rút gọn cho thầy biểu thức P Trong biểu thức P này có xuất hiện hai ngoặc, một ngoặc tròn và một ngoặc vuông. Thay vì thực hiện theo thứ tự thông thường thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ ngoặc bởi vì thấy phát hiện ra phân thức cuối cùng và phân thức đầu tiên cùng mẫu. Phân thức thứ hai và phân thức thứ ba cũng cùng mẫu. Thậm chí là chúng còn giống nhau. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ ngoặc để xem có thể nhóm chúng lại với nhau sử dụng tính chất giao hoán kết hợp hay không nhé. Chính xác rồi. Đầu tiên thầy bỏ ngoặc tròn thì phía trước ngoặc tròn có dấu trừ. Thay đổi dấu tất cả các số hạng ở trong ngoặc. Bỏ ngoặc. 5 phần 4 x trừ 1. Chúng ta sẽ biến đổi thành trừ 5 phần 4 x trừ 1. Cộng 3 phần 2 trừ 1 thì thầy viết thành trừ 3 phần 2 cộng 1. Tiếp theo với ngoặc vuông, thầy cũng làm tương tự nhưng ở đây, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc bỏ ngoặc mà trước dấu ngoặc là dấu cộng. Thì chúng ta chỉ cần bỏ ngoặc và giữ nguyên tất cả các số hạng ở trong ngoặc vuông. 5 phần 4x 1 trừ 5 phần 4x 1 và trừ đi 3 phần 2x cộng 1. Tới đây, ta sẽ thấy xuất hiện 3 phần 2x cộng 1 và trừ 3 phần 2x cộng 1 có thể nhóm lại. Tổng của chúng bằng 0. Tương tự với hai phần thức còn lại thì thầy sẽ sử dụng tính chất giao hoán kết hợp cùng với chú ý ở phía trước của chúng ta và nhóm 3 phần 2x cộng 1 với trừ 3 phần 2x cộng 1 5 phần 4x trừ 1 với trừ 5 phần 4x trừ 1 Các hiệu ở trong hai ngoặc này đều bằng 0 cho nên biểu thức P rút gọn sẽ có kết quả bằng 0 nhé Như vậy ở trong phần cuối cùng này các bạn cần phải ghi nhớ cho thầy các tính chất của phép cộng các phần thức Chú ý khi sử dụng tính chất giao hoán, muốn đổi chỗ các số hạng thì ta cần phải kèm theo dấu của chúng, cùng với đó là quy tắc dấu ngoặc. Thầy cảm ơn sự theo dõi của các em, hẹn gặp lại các em trong các bài bảo tiếp theo trên olm.vn nhé!